Hôm nay, Thu Hương xin được phép kể cho các bạn nghe câu chuyện Ma ở sông Hồng, tác giả Người Khăn Đen. Như các bạn đã biết, ở sông nào mà chẳng có ma, hay còn gọi là ma gia thì phải. Đặc biệt là những con sông lớn thì càng nhiều người chết, và tất nhiên là nhiều ma hơn. Sông Hồng cũng không ngoại lệ. Nhà mình cách bờ sông khoảng hơn 100 mét nếu đi đường chim đi bộ, khoảng 50 mét nếu theo đường chim bay. Hầu như năm nào cũng được xem vài vụ đi tìm xác, không thì là vài cái xác trôi trên sông. Có lần có cái xác trôi vào gần bờ chỗ mình và mọi người đang làm, trông trưng phềnh lên, ruồi muỗi bầu kín cả. Sau đó mấy người lái đò lại đẩy ra xa cho trôi tiếp. Mình cũng xem trực tiếp hai vụ chết đuối rồi. Chỗ khúc sông gần nhà mình có bến xuất hàng lậu nên cũng nhiều thuyền bè, và lái thuyền thì toàn người bơi giỏi, nhưng không bao giờ có chuyện cứu người chết đuối. Lý do đó là quy định bất thành văn của dân sông nước. Nghe nói là làm như vậy tức là cướp miếng ăn của hà bá. Mình cũng nghe đội lái thuyền bảo lại vậy thôi. Những người chết đuối mình nghĩ đa phần là chết oan, chính vì vậy họ phải bắt người xuống thay thì mới có thể lên siêu thoát. Nhà mình có chơi với một chú lái thuyền quê ở Thái Bình. Chú này hay ngủ ngoài sông trông thuyền lắm, nhưng một thời gian thì lại toàn thấy ở nhà, không ra thuyền ngủ đêm nữa. Bố mình mới hỏi thì chú đấy mới bảo là sợ lắm, không dám ra ngủ nữa. Chuyện là thế này. Hôm đó, như thường lệ, khoảng 22 giờ là trả xong hàng. Chú đánh thuyền về chỗ bụi tre, cách lán trực khoảng 50 mét. 23 giờ, ăn uống xong, ngồi hút thuốc một lúc là chú lên võng nằm. Gió sông hiu hiu thổi, trên trời sáng trăng vằng vặc. Chú đang nằm thiu thiu ngủ thì bỗng nghe ùm một tiếng, rồi tiếp đó là tiếng bơi bì bõm. Chú định hướng thì đoán được là phát ra gần chỗ gốc sung, cách đó khoảng 30 mét. Chú ngó ra về hướng đó nhưng không thấy ai. Vừa nằm xuống đang lẩm bẩm chửi thằng điên nào nửa đêm lại ra sông đi tắm, thì lại nghe tiếng ùm một cái. Rồi cứ thế một lúc lại nghe thấy một tiếng ùm, đúng tiếng người nhảy từ trên cao xuống nước. Tức mình vì mất giấc ngủ, chú vùng dậy chạy ra đuôi thuyền, tính chửi chết thằng điên nào tắm sông giờ này. Ra tới đuôi thuyền, nhìn ra phía gốc sung, chú thoáng thấy một bóng nhảy từ cành sung xòa ra ngoài sông xuống nước. Nghe tiếng ù một cái, nhưng lạ là không thấy nó nổi lên nữa. Vài chục giây sau, đã thấy nó ngồi trên cành đó, rồi lại nhảy xuống sông. Giật mình, chú mới nhìn kỹ lại, thì nhờ có ánh trăng sáng, chú thấy rõ cái đứa vừa nhảy xuống nước là một đứa con gái tóc tai xõa sượi, quần áo trắng và ướt nhẹp, nhưng lại không thấy nước chảy xuống. Chợt dùng mình một cái, chú biết là đã gặp ma quỷ, nên quay lưng chạy. Vừa chạy thì vấp phải cái dây cáp nối với vô lăng, ngã lăn ra, thì chú nghe từ đằng gốc sung phát ra tiếng cười. Nghe nó man rợ và thích chí lắm, nhưng xa xăm như vọng lại. Mặc dù nó và chú cách nhau có 30 mét. Sợ quá, chú vùng dậy quên cả đau, chạy tiếp ra chỗ lán trực, đập cửa thằng trực dậy, lấy xe máy phóng thẳng về nhà. Về đến nhà, ngồi hút mấy bi thuốc lào, uống mấy cốc nước lạnh mới hoàn hồn. Lúc đấy mới thấy tay đau, xem lại thì tay bị sái. Từ hôm đó, chú cạch, không dám ra thuyền ngủ nữa. Dù có về muộn cách mấy, chú cũng cố về nhà ngủ. Có một chuyện khác nữa, là ngoài lán thuyền, có một chú tên là Công, người Phú Thọ, lên lái thuyền ở đây cũng lâu lâu rồi. Chú kể hôm đó, chở phân đạm lậu từ bên Trung Quốc về trả hàng xong, thì quay đầu lên làm chuyến nữa. Lúc đó mới 22 giờ, ra khỏi bến khoảng gần một cây, thuyền đang ở giữa sông, thì bỗng một con cá nhảy từ dưới sông lên, rời chúng vào đò. Kinh nghiệm của một người đi thuyền lâu năm, chú nghĩ ngay tới câu chim sa cá nhảy. Chú liền giảm ga, rồi chạy lên chỗ con cá. Theo như chú Công miêu tả, thì nó giống cá chép, nhưng cũng không phải là cá chép. Nhìn lạ và nặng lắm, chắc khoảng hơn một cân. Sau đó chú cầm con cá thả xuống sông, rồi quay lại lái thuyền đi tiếp. Đi được khoảng hơn 100 mét, thì lại một con cá nhảy vào lòng thuyền. Lúc này chú cũng hơi sợ sợ, nên nhanh chóng chạy ra,
vẫn là con cá lúc nãy. Tái cả mặt, chú thả vội nó xuống nước, rồi cho thuyền chạy nhanh hơn. Thế nhưng chưa đi được bao xa, thì lại bị con cá đó nhảy vào lòng thuyền. Chú chạy ra cầm con cá rồi chửi. Mày muốn chết hả? Bố mang về thịt bây giờ. Sau đó, chú ném mạnh con cá xuống nước. Quay lại vừa cầm vào vô lăng, chưa kịp kéo ga, thì nhìn thấy ở bên phải mé thuyền, cách chỗ vừa vứt con cá xuống, khoảng 10 mét, có một bóng đen nửa chìm dưới nước, nửa nổi trên mặt nước, đang đứng nhìn vào khoang lái mà cười. Mất vài giây sợ cứng người, chú mới cho định thần lại, rồi kéo hết ga, chạy một mạch lên chỗ lấy hàng, neo đỏ lại, không chạy về nữa. Mấy hôm sau đó, phải gọi thầy giải hạn, thì ông thầy báo là không có gì đáng lo, hợp tuổi nó nên nó trêu vậy thôi, cầm lá bùa, bỏ vào ví là được. Như đã nói ở phần trước, nhà mình chỉ cách bờ sông khoảng 100 mét đường đi bộ. Cách đây khoảng 7 năm, tức là khoảng năm 2008, năm đó mình đang học cấp 3 thôi, và thời đó rộ lên mốt chơi gà chọi. Mình cũng có nuôi vớ vẩn được 2 con, nên cũng hay mang đi giao lưu loanh quanh trong xã. Cũng từ đó mà mình thân được với anh Quảng. Anh này tính tình hiền lành. Năm đó anh Quảng tròn 20 tuổi, hai anh em hay mang gà đi đá cùng nhau, và mình thì được anh đấy truyền kinh nghiệm nuôi gà cho. Như đã nói, xã mình giáp sông Hồng, mà mùa hè thì hay có lũ lắm. Mỗi lần lũ về xong là củi gỗ đầy sông, ra đó tha hồ mà vớt về làm củi. Mùa hè năm đó, sau khi một trận lũ về, thì hai ngày sau, mấy anh em hay đá gà cùng nhau đi ra sông vớt củi. Nhưng đến khi đến nhà anh Quảng, dù anh đấy đi cùng, thì bị mẹ anh ấy chửi cho một trận, rồi cấm anh Quảng không được bén mảng ra sông. Thế nhưng mà toàn thanh niên mới lớn, bố mẹ nói đâu có nghe, cứ vui lên là đi thôi. Dình lúc mẹ anh Quảng đi làm, cả hội trốn ra sông luôn. Lúc đó là khoảng 1 giờ trưa, cả nhóm có 5 người, có anh Liêm, anh Dương, anh Quảng, mình và một anh nữa, mình không nhớ tên. Lúc này, nước lũ cũng hết rồi, dòng sông trở lại vẻ hiền hòa của nó. Hai bên bờ, củi rồi rác mắc đầy ra. Mình nhỏ nhất nên chỉ đi trên bờ, nhặt mấy cành cây mắc trên bờ, còn mấy anh kia thì bơi ở sông vớt lên. Vớt thì ít, mà tắm với đùa nhau dưới sông thì nhiều. Mình thì không biết bơi, nên chỉ chạy lăng xăng trên bờ thôi cũng chán. Được khoảng một tiếng, thì đến cái khúc sông cách bến thuyền khoảng 200 mét. Chỗ này nước khá lặng và bị quẩn vì có mỏm đất trồi hẳn ra sông mấy mét. Lúc này, anh Liêm, anh Dương và anh còn lại đang vớt mấy cành củi ở sau, còn anh Quảng thì bơi lên trước cách khoảng 10 mét. Mình cũng đang lối húi chạy theo, thì bỗng nghe thấy anh Quảng cười sặc sụa ở dưới sông. Theo phản xạ, mấy anh em cùng nhìn về phía đó. Anh Liêm bảo, thằng này điên rồi, cười cái gì? Nhưng anh Quảng vẫn cứ vừa vẫy nước lên vừa cười, mà nhìn điệu cười ghê lắm. Mấy anh em còn chưa hiểu tại sao, thì thấy anh Quảng cứ chìm dần, vừa chìm, vừa nhìn mọi người và cười. Lại cứ nghĩ anh Quảng lặn xuống trêu thôi, nên mấy anh kia còn chửi vài câu, rồi quay đi. Thế nhưng, đến mấy phút sau chẳng thấy anh Quảng nổi lên. Lúc này, bốn anh em mới cuống cuồng bơi ra chỗ đó tìm, thì chả thấy anh ấy đâu. Đoán được là có chuyện chẳng lành, nên ba anh kia đi tìm tiếp, còn mình chạy về báo cho mọi người. Sau đó đông người ra tìm lắm. Bác mẹ anh Quảng thì cứ gào khóc, bảo là đã cấm ra sông rồi, làm mình và mấy anh kia cũng thấy ân hận. Sau đó làm lễ gọi hồn đủ kiểu, thế nhưng tìm đến 5 ngày vẫn không thấy xác anh Quảng. Ngày thứ 6 thì người nhà anh đấy nhận được điện của công ty môi trường thành phố, bảo là ra nhận diện xem có phải xác người thân không. Thấy gia đình họ kể lại là khi ra đó thì xác đã trương lên bốc mùi rồi, nhưng nhận ra ngay vì nhìn thấy cái dây chuyền ở cổ của anh Quảng. Sau đó thì người nhà mang về mai táng và mời thầy về cúng lễ gọi hồn. Lúc gọi hồn, anh Quảng về bảo là lúc đấy bị đứa con gái dưới sông dìm chết. Sau đó ông thầy còn bảo lúc anh Quảng cười thực ra là đứa con gái kia cười, chứ không phải anh Quảng. Chỗ anh Quảng chìm thì nước chỉ tới cổ thôi, vậy nên mình tin anh đấy bị dìm thật. Sau này bác mẹ anh Quảng mới kể là từ lúc bé thầy cũng đã bảo kiêng sông nước,
Đến năm 20 tuổi thì khó giữ, nếu qua được thì mới sống tiếp. Trưa hôm đó, bác mẹ anh Quảng đang dọn cơm thì dùng mình đánh rơi cái bát vỡ tan. Lúc đó đã biết là có điểm gở mà không ngờ. Sau vụ anh Quảng chết được một năm thì mình lại chứng kiến thêm một vụ nữa. Lúc đó mình đang học lớp 12 thôi mà cũng đã đi làm thêm ở bến thuyền. Mình làm kiểm hàng nên hay phải đi theo thuyền sang Trung Quốc, mà toàn hàng lậu nên hay bị hải quan Trung Quốc đuổi. Mỗi lần như thế, nếu mà kịp để thuyền ra thì lái chạy ra giữa sông đỗ, còn không thì vứt đò mà nhảy xuống sông. Chứ nếu để nó bắt được thì chỉ có nước chết. Hôm đó khoảng 8 giờ tối, mình theo thuyền lên đón 17 tấn phân đạm từ bên Trung Quốc về. Hàng này trở về thay bao bì là thành hàng Việt Nam chất lượng cao. Lên đến nơi, chưa kịp cập bờ thì đã thấy bọn chó hải quan ra. Vậy là thuyền mình quay ra giữa sông luôn. Nhìn vào bờ, thấy bọn hải quan đông lắm. Nó đã bắt được vài người và đang dùng dùi cui vụt tới tấp mấy ông lái thuyền. Mấy ông bốc vác ở dưới thuyền thì nhanh chân nhảy xuống sông chạy được. Trong đó có anh Trường. Anh này mình quen nên dù là đứng cách khoảng 20 mét và ánh đèn chỉ loáng thoáng thôi là mình đã nhận ra anh rồi. Anh này bơi giỏi nhất lán thuyền, người Phú Thọ lên. Sau đó, thuyền mình và hai thuyền nữa chạy dọc theo sông để vớt những người nhảy xuống. Phải đến 30-40 người. Sang bên bờ Việt Nam, mọi người tự kiểm tra xem còn thiếu ai không, thì thiếu mất mấy anh và anh Trường. Mọi người bảo đã thấy anh Trường nhảy xuống rồi, mà giờ lại không thấy đâu. Lúc đó, có một ông bảo lúc nãy đang nhảy xuống bơi, thì ông nghe tiếng kêu cứu. Cứu với! Cứu với, nó kéo chân tôi! Cứu! Sau đó thì im. Lúc đó đang hỗn loạn quá, nên ông này cũng cố bơi thoát thân. Đợi mấy tiếng sau, bọn hải quan Trung Quốc về, thì mọi người mới quay sang bên đó tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Phải đến 4 ngày sau thì mới vớt được xác anh Trường. Khi người nhà gọi hồn lên thì nói là bị ma ở dưới nước nó lôi chân dìm xuống, thế chỗ cho nó. Lúc đó có kêu cứu mà không được ai cứu cả. Từ sau vụ đó, mình cũng kinh, không dám theo thuyền đi nữa. Bí bách lắm bắt buộc thì mới phải đi. Mình bơi đã không tốt mà ma ra nó dìm thì khỏi phải chạy. Mình còn vài chuyện nữa, nhưng sẽ để lúc khác có thời gian kể cho mọi người nghe sau.